6 kiểu người đáng giá kết thâm giao. Thưa quý vị và các bạn, Mạnh Tử nói: bạn bè kết giao với nhau không cậy lớn bé, không cậy để có địa vị, cũng không cậy để có anh em gần gũi. Bạn bè là kết bạn về đức hạnh, không phải là để cậy nhờ điều gì. Con người ta sống ở đời không thể tách rời bạn bè. Tình bằng hữu giữa bạn bè với nhau chính là hoa trái được kết tinh từ mối quan hệ giao tế giữa con người với con người. Nó có vai trò và vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Đời người quả thực để có một tình bạn chân chính không phải là việc dễ dàng. Bởi vậy có được một người tri âm thì đã là thành công lớn, là hạnh phúc lớn rồi. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với 6 kiểu người trong thiên hạ rất đáng giá để chúng ta kết thâm giao. Kiểu người thứ nhất, người có thể đồng cam cộng khổ. Trong cuộc sống, cộng khổ cùng nhau vượt qua khó khăn thường thường là việc dễ dàng. Bởi vì những người có cùng cảnh ngộ, cùng điều kiện như nhau thì nhất định sẽ muốn phối hợp để đi đến thành công. Đây là tâm lý tự nhiên và cũng là một biện pháp tốt đẹp, khó có thể thay thế. Nhưng sau khi thành công rồi thì đồng cam cùng hưởng thành quả rất nhiều khi lại là việc khó khăn. Có rất nhiều trường hợp, những người cùng chung chí hướng, cùng gây dựng sự nghiệp trở nên bất hòa và phản bội lẫn nhau. Đây không phải là vì không thể cộng khổ, mà là không thể đồng cam. Đối mặt với lợi ích thiết thân, người ta thường quên mất khi quá trình cùng nhau nếm trải khó khăn vất vả. Cho nên, có thể ở trước lợi ích mà vẫn giữ được một tâm thái bình thản, lý trí, vẫn có thể chia ngọt sẻ bùi, thì đó là người đáng giá kết thâm giao. Kiểu người thứ hai, người không đố kỵ dễ dàng tha thứ. Tâm đố kỵ thực sự là hại người hại mình. Mỗi người đều có ưu điểm và mặt vượt trội hơn người khác. Cho nên, người có tâm tật đố kỵ khi sống cùng người khác mà thấy người khác hơn mình thì canh cánh trong tâm, tâm lý mất đi sự cân bằng. Thậm chí, có người bởi vì có tâm tật đố kỵ mà sinh ra ác niệm, ác sự và mưu hại người khác. Những người không đố kỵ, khi thấy người khác được thì giống như mình được, thấy người khác mất thì giống như bản thân mình mất. Bởi vậy, họ sẽ luôn nhìn thấy ưu điểm của bạn, vui vẻ khích lệ để bạn tận dụng được ưu điểm mà bạn đã được thành công. Thành công của bạn cũng giống như thành công của họ vậy. Bởi vì không đố kỵ, nên họ cũng bao dung, dễ dàng tha thứ. Khi thấy người khác có chuyện thất ý thì họ có lòng thương cảm, đồng cảm. Do đó, lúc họ nhìn ra khuyết điểm, những thiếu sót của bạn thì họ không ghét bỏ, rời xa bạn mà trước tiên là chân thành khuyên bảo để cải thiện, tiến bộ. Nếu những thiếu sót ấy không phải là quá quan trọng và tuy rằng bạn không cải thiện đáng kể, nhưng người có lòng bao dung vẫn sẽ tiếp tục kết giao với bạn. Kiểu người thứ ba, người hiếu thảo đại nghĩa. Cổ nhân giảng bách thiện hiếu vi tiên, tức là trong trăm điều thiện thì hiếu là đứng đầu. Người có tấm lòng hiếu thảo sẽ không chỉ đối xử tốt với cha mẹ mình mà còn đối xử tốt, đúng mực với người khác. Hiếu thảo ở đây kỳ thực không phải là cấp dưỡng cha mẹ. Không tự giảng, ngày nay nhiều người cho rằng nuôi được cha mẹ là có hiếu. Thế nhưng ngay cả chó ngựa cũng được nuôi dưỡng như thế. Nếu người ta không tỏ được lòng kính trọng với cha mẹ thì việc nuôi cha mẹ và nuôi chó ngựa có khác gì nhau? Bởi thế cha mẹ đối tốt với con đối tốt với cha mẹ không đối tốt với con vẫn phải đối tốt với cha mẹ. Do đó, người hiếu thảo hiểu được thế nào là biết ơn, càng hiểu được thế nào là đại nghĩa. Cho nên, nếu một người mà ngay cả hiếu kính cha mẹ cũng không làm được, thì rất khó đối xử tốt với bạn bè. Thậm chí, khi bạn gặp khó khăn, nguy nan, họ sẽ sẵn sàng rời bỏ bạn mà đi. Kiểu người thứ tư, người chân thành chính trực. Nhân phẩm lấy chính trực, ngay thẳng làm gốc. Nó là nền tảng của làm người và là căn bản của đối nhân xử thế. Tục ngữ nói, thân thẳng thì không sợ bóng nghiêng, chân thẳng thì không sợ giày lệch. Người làm việc đường đường chính chính thì tâm mới an, tinh thần mới thoải mái. Những người chân thành chính trực thường không ẩn giấu tư tâm. Đôi khi vì chính trực mà họ có thể đắc tội với bạn. Nhưng chính điều đó nói rõ rằng họ là người có nguyên tắc,
không vì tình cảm riêng mà đánh mất nguyên tắc sống của mình. Hôm nay vì giữ sự chính trực có thể đắc tội với bạn, thì ngày mai mới có thể vì giữ sự chính trực mà bảo vệ bạn. Cho nên, gặp được người chân thành chính trực, đừng vì họ không nhiệt tâm mà xa lánh họ. Người như vậy rất đáng giá kết thâm giao. Kiểu người thứ 5, người có nhân cách độc lập, nội tâm cường đại. Người có nhân cách độc lập sẽ không vì thân phận và địa vị của đối phương mà thay đổi thái độ. Họ có thể cùng người có thân phận thấp hèn kết giao chân tình, mà cũng có thể cùng người có thân phận cao quý nói chuyện một cách bình tĩnh mà không đón ý nịnh nọt. Người như vậy, giả sử có ngày bạn trở nên nghèo túng thì họ nhất định có thể giúp đỡ hết mình. Còn nếu có ngày bạn phát đạt, họ cũng vẫn không ngại mà chỉ ra những chỗ thiếu sót của bạn. Họ sẽ không vì sự giàu sang của bạn mà đánh mất nhân cách, danh dự của bản thân mình. Cao hơn nữa, người có nhân cách độc lập, có khí tiết thì dẫu lúc nguy hiểm đến sinh mệnh vẫn có thể kiên trì theo đuổi tín ngưỡng và đức hạnh của bản thân. Trong trải nghiệm khó khăn, chỉ người có tín niệm, có khí tiết mới có thể đứng vững và duy hộ đạo đức. Sự cao thượng của họ cũng trở nên đẹp đẽ nhất vào lúc này. Bởi vậy, họ là người quân tử đáng tôn kính. Và kiểu người thứ 6, người có thể lắng nghe, thấu hiểu bạn. Nếu gặp một người biết lắng nghe, có thể thấu hiểu được bạn, thì hãy kết giao với họ. Người như vậy có thể đứng trên góc nhìn của bạn để hiểu vấn đề, có thể lý giải được bạn từ sâu trong nội tâm của mình. Khi thấu hiểu bạn, thì họ sẽ biết nguyên nhân sâu xa đằng sau hành động của bạn. Họ cũng không phán xét, chê trách bạn, mà lại có thể tìm cách giúp đỡ bạn cải thiện, thay đổi. Họ càng tiếp cận, càng thấu hiểu, thì càng khiến khoảng cách giữa hai người gần lại hơn, càng khiến bạn dễ dàng tiếp nhận lời khuyên hơn. Sự hiểu lầm trong tình bạn cũng thông qua đó mà giảm thiểu. Kết giao với người như vậy, bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi ở cạnh họ. Cho dù giữa hai người có xảy ra mâu thuẫn gì đi nữa, thì cũng sẽ nhanh chóng được hóa giải. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ 6 kiểu người đáng giá kết thâm giao.